Của chị nghe nghe máy giúp chị với số là số... à không được thôi. Bây giờ đi chị đặt hàng để số la để vô lý nữa. Thì em hỏi là em nói là hình như thế là nếu dạy chạy quảng cáo thì càng sẽ ít fanpage rồi mình chạy trong đó chứ không có chạy Facebook Facebook hay nhớ hay chưa phải là fanpage mới chạy được. Ờ cứ gọi là fanpage rồi mới chạy được. Dù chạy bay có được không? Không, nó kêu là vào chạy trong cái fanpage nữa. Chạy bay trong cái fanpage nữa thôi. Nhớ thì thôi chứ. Lập đi. Đóng phim bay nữa. Chú ý để chạy quảng cáo thôi chứ like là ngay like rồi. Cái chi rồi? Cao rính nữa hả? Nhưng mà rính nữa hay là da? Mình có cái chế khuất nữa đi. Không, quay đi.
Vậy là hâu mình muốn áo lóng nữa hả? Ừ. Hâu chi? Hả? Hâu chi? Hâu, màu đen nữa. Mua đi đẹp là em sẽ mua bên nú. Hâu ý là cái chất đẹp quá thế. Chị áo rính nữa hiên kìa. À, mà ý là nói là ở trong đó là lông thỏ hay lông cừu? Ừ, xinh nữa. Ủa đúng. Phút ra đi. Gì? Nó rợn tùm lum gì? Nó phốc kìa.
xíu xíu. Chị còn thuốc hoa hụt phốt, chí thuốc mèo đúng không? Được rồi, được rồi đó chứ.